Andy Thanh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài VBS và một lần nữa chương trình Talk Show với Andy Thanh cũng như trung tâm Blue Ocean Music đến với hệ thống truyền hình VBS. Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Andy Thanh mời được một người nghệ sĩ mà được rất nhiều quý vị khán thính giả yêu mến khắp nơi trên thế giới, và là một trong những người mà phải nói là Andy Thanh cũng rất là ái mộ từ khi còn bé, thưa quý vị. Đó là tiếng hát của nữ danh ca, nữ ca sĩ Thanh Lan. Em xin gửi lời chào đến chị Thanh Lan. Dạ, và xin chào chị... Andy Thanh. Và Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân thương của đài truyền hình VBS. Thưa chị Thanh Lan, thì mỗi lần trước đây thì em cũng có một lần phỏng vấn với chị, và cũng có một lần chị cũng phỏng vấn với em. Bây giờ hôm nay ngược lại thì em sẽ hỏi chị về những cái chuyện về những cái khi mà chị đi hát. Thì thưa chị Thanh Lan, trước hết thì em cũng xin phép chị để em giới thiệu cái cuốn DVD vừa mới phát hành của Blue Ocean Music. Đó là cuốn Tình Người Viễn Xứ, thưa quý vị. Và trong cuốn DVD này thì chị Thanh Lan trình diễn bài hát nhạc Pháp cũng rất là hay. Đó là bài hát Dona Dona, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì là Blue Ocean Music cũng sẽ có một cái show ra mắt. Thực sự là một cái trực tiếp thu hình, là nhạc hội trực tiếp thu hình Blue Ocean Music tại Rạp Hát Sài Gòn Performing Arts Center với chủ đề là Mùa Đông Về Chưa Em, vào ngày Chủ Nhật 2 tháng 10, thưa quý vị, với hai suất là 2 giờ và 7 giờ, và dĩ nhiên là sẽ có sự xuất hiện của chị Thanh Lan, thưa quý vị. Và thưa chị Thanh Lan, thì từ ngày chị góp mặt với trung tâm Blue Ocean Music thì có những bài là chị cũng là trình bày lại rất là nhiều bài mà về nhạc Pháp, thì trung tâm cũng được sự khen cũng như là gọi vào, cũng như là có những cái feedback của khán giả cũng khen ngợi, cũng như là nói chị vào là được nghe lại chị những bài hát xưa về những nhạc Pháp. Thì thưa chị có thể nào tâm sự với quý vị khán thính giả về những nhạc phẩm Pháp, mà tại sao mà chị bắt đầu mà chị hát từ nhạc Pháp, thưa chị? Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết thì Thanh Lan học tiếng Pháp từ nhỏ. Yeah. Học từ khi 3 tuổi cho đến 18 tuổi, tính ra là cũng nhiều năm tháng lắm. Yeah. Dạ vâng, lúc mà Thanh Lan mới bắt đầu hát trong ban thiếu nhi Nguyễn Đức cũng như sau này hát cho sinh viên thì Thanh Lan lại chọn hát nhạc Việt và hát dân ca ba miền. Yeah. Nhưng mà có một ngày đẹp trời thì nhạc sĩ Ngọc Chánh cũng như là anh Trường Kỳ. Yeah. Có những chương trình nhạc trẻ trên đài truyền hình, thì lúc đó mọi người mới gợi ý tại sao Thanh Lan không hát nhạc Pháp, chứ còn thật ra thì từ nhỏ tới lớn mình cứ phải mặc áo đầm rồi học tiếng Tây nè, cho nên mình rất thèm muốn được mặc áo dài với lại hát những cái bài tình tự dân tộc. Nhưng mà theo lời yêu cầu của các bạn trẻ thì Thanh Lan hát nhạc Pháp trên đài truyền hình, không ngờ đó là giống như là một quả bom nổ tất cả những những chàng chiến binh trẻ tuổi cũng như là sinh viên học sinh đều thích cái dáng dấp nữ sinh trường đầm của Thanh Lan. Và cái bài đầu tiên mà hát trên truyền hình, yeah, lúc đó là bài Man, Cơn Đau Tình bài Ái. Man, wow. Dạ vâng. Đau từ trái tim đau. Dạ vâng. Wow. Bài đó cũng là bài em rất là thích, thưa chị. Bài đó là bài đầu tiên. Nếu mà có dịp thì hôm nào sẽ hát lại bài đó cho trung tâm Blue Ocean. Dạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, nhắc đến Blue Ocean thì cái bài đầu tiên mà Thanh Lan hợp tác với Blue Ocean là một cái bài có thể nói dòng là nằm nhỏ, trong lòng của Thanh Lan từ khi còn bé, và tất cả quý vị cũng còn nhớ đó là bài Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Và đặc biệt trong bài này thì có Luân Vũ đứng bên cạnh đàn violin, vì Thanh Lan muốn gợi lên cái cảnh giống như là những cái chàng lãng tử ở bên Âu Châu mà, yeah, hay đứng ngoài đường kéo đàn đó. Xong, yeah, rồi có những cô nàng đi ngang thì thấy tiếng đàn réo rắt, yeah, thì cứ đứng kế bên mà hát mà múa rất là, yeah, tự nhiên. Thì, yeah, Thanh Lan muốn dàn dựng lại cái cảnh là như vậy đó. Thực sự ra thưa chị, đối với em thì em coi những cái bài ngày xưa thật sự ngay từ nhỏ, ngoài khi mà chị hát những nhạc Pháp thì em vẫn thích chị hát những bài song ca với Nhật Trường, dạ, ca sĩ Nhật Trường, dạ, và những bài giống như là Anh Không Chết Đâu Em, và những bài Chiều Chinh Phá Tam Giang, rất là nhiều thích. Thực sự thì chẳng những là bên cạnh những nhạc Pháp mà chị đã thành công, về bên phía nhạc Việt Nam, về phía nhạc Việt Nam của mình, những bài bản tình ca Việt Nam thì chị cũng rất là thành công, và những bài đó mà chị dàn dựng lên những thành nhạc kịch nữa cũng rất là hay. Dạ. Thì thưa chị, giữa nhạc Pháp cũng như giữa nhạc Việt thì nếu mà cho chị có sự lựa chọn hoặc là cho chị cái prefer đi, thì chị nghĩ là chị thích nhạc nào hơn? Câu hỏi này không có trả lời được đâu. Tại vì thưa quý vị, tại sao Thanh Lan chọn những cái bài hát đó? Thanh Lan chọn những cái bài hát đó là vì quý vị thích
những bài hát đó. Thì bây giờ một nửa thì thích nhạc Pháp, một nửa thì thích nhạc Việt. Bây thích giờ cả hai hết. Bây giờ Thanh Lan đâu có biết bỏ bên nào. Nên thì là em nghĩ là chị thích cả hai hết rồi. Trả lời câu hỏi của anh Đi Thanh là không bỏ bên nào hết. Thì em nghĩ là chị thích cả hai rồi. Dạ, đúng không? Tại em thật sự thì em cũng có nhiều người nói là tại vì khán giả thích thì họ hát này, khán giả thích nhưng mà thật sự họ yêu mến cái dòng nhạc này hơn. Ừ. Mà nếu mà theo chị trả lời thì em chỉ thích là em nghĩ rằng là chị thích cả hai rồi. Thích cả hai. Bởi vì chị là có một người có tâm hồn rất là nghệ sĩ, mà chị nhạc nào mà khi mà đưa chị cũng rất là thích để trình bày, phải không chị? Dạ. Thưa chị Thanh Lan, chị có nghĩ rằng là mình có may mắn nhiều không? Tại bởi vì em nghĩ rằng là trước nhất nói về nhạc Pháp chị cũng thành công, nhạc Việt chị cũng thành công, mà khi chị bắt qua đến phim điện ảnh chị cũng thành công trong điện ảnh, rồi khi mà chị bắt qua kịch chị cũng thành công trong kịch, thì chị nghĩ mình có là mình có may mắn trong cái nghề này không, hay là chị nghĩ rằng là mình phải trau dồi nhiều để mà được tạo được những cái ưu điểm đó thưa chị? Dạ vâng, thưa quý vị, nói thật ra thì không phải là dễ dàng mà đến với sự diễn xuất. Thanh Lan thì có cái may là ở trong trường Pháp thì học những cái vở kịch thơ của Pháp. Và khi mà lớn lên lên đại học thì lại học những cái vở kịch thơ của Anh và những vở kịch mới của Mỹ. Cho nên là tất cả những cái sự trau dồi về văn hóa đó nó khiến cho cái sự mà phân tách cái từng cái nhân vật đó trở thành rất là máy móc, rất là tự nhiên. Ví dụ như ai đưa cho mình một cái kịch bản để đọc là tự nhiên cầm cái bút ghi liền, gạch liền cái chữ nào mà quan trọng nhất trong câu đó, hoặc là cái câu nói đó, là mình phải mơ mộng nè, hay là câu nói này phải ghi bên cạnh là giận dữ nè. Tự nhiên nó thành cái thói quen, vì khi mà mình học trong trường đó, mình phải làm cái điều đó, mình phải phân tách nhân vật. Nhưng mà em thấy thực sự thưa chị, em nghĩ rằng là đó là một cái điều là chị, ngoài ra chị có một cái năng khiếu của chị rồi. Tại em biết là nhiều người cũng rất là vô trường kịch nghệ sân khấu học, rồi cũng trao dồi học và học, nhưng mà khi mà họ diễn xuất cũng không có thành công và cũng không được nổi tiếng nữa. Chị thấy vậy không? Thực sự nổi tiếng. Anh đi nói tới cái chuyện nổi tiếng thì cái này không phải là lời của Thanh Lan mà có nhiều người nói khi mà mình đi hát, mình gặp khán giả đó, thì có nhiều khán giả nói rằng cái sự nổi tiếng là nhiều khi do số hoặc là do trời định đoạt cho mình, chứ mình không định đoạt được. Tại vì có nhiều người không nổi tiếng không có nghĩa là người ta không có tài. Nhưng mà vì cái số người ta không nổi tiếng thôi. Thưa chị thì em nghĩ đó cũng là một phần, nhưng mà cũng một phần là do một người nghệ sĩ mà với như chị, một cái kinh nghiệm của chị cũng như cái hoạt động văn nghệ của chị có một thời gian rất là dài và ăn thua. Em cũng bước với lại nhiều người nghệ sĩ và có những người vì một cái lý do gì đó họ đã ghi vấp, cho nên họ không có xuất hiện nhiều, cho nên cái sự nổi tiếng của họ cũng không có thể, bởi vì cái sự người ta nói là khi cái gì đến với mình thì mình phải yêu quý nó, yêu mến nó. Chứ mình mà khi mà mình giống như là đưa chị một cái kịch bản mà chị phủi tay đi và đâu có ngờ sau này cái kịch bản làm mình tên tuổi sao, phải không chị? Hoặc là những cái bài hát này có thể một người nhạc sĩ đưa mình không chịu, mình nghĩ là mình không cần hát, nhưng mà đâu có ngờ mình không bao giờ biết đâu. Ví dụ như là nói tới những cái bài mà mình không ngờ, tức là ngày xưa đó thì Thanh Lan đi lên Đà Lạt chơi với gia đình, thì có một người quen của gia đình là nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng vì quen với gia đình nên Thanh Lan qua thăm. Và nhạc sĩ đã đưa cái bài Gọi Người Yêu Dấu cho Thanh Lan. Thanh Lan cái bài này dễ thương quá, thế là đem cái bài đó về cho nhạc sĩ Ngọc Chánh và thâu trong chương trình Shotgun. Ai ngờ đâu về sau cái bài Gọi Người Yêu Dấu rất là nổi tiếng và rất là nhiều người khi mà gặp Thanh Lan tới bây giờ vẫn nhắc tới cái bài đó. Thì đó, thưa quý vị, bởi vì nhiều khi có những người mà mình không ngờ là nó có cái cơ duyên cơ may đến với mình. Và thực sự bởi vì em nghĩ chị là một người rất là dễ hòa đồng cũng như là yêu mến, chị rất là open, cho nên chị được đón nhận đến những giống như là, giống như chị nói là người nhạc sĩ mà được Vũ Đức Nghiêm mà mặc dù không nổi tiếng đưa chị vẫn hát. Hoặc là những cái vai kịch bản hay những cái vai nào chị cũng muốn thử, muốn try, mà mình cũng đâu có biết được sau đó là những cái kịch bản người ta thích mình.
phải không dạ chị? vâng Dạ, thì em nghĩ đó là một điều cũng là do chị yêu nghề rất là nhiều và cũng cũng không, một nói phần yêu thì cũng chưa đúng đâu, phải nói là mê mê. Dạ, mê. thì em nghĩ là mê ha. Dạ vâng, mê tới thưa giờ chị. này vẫn mê. À, thưa quý vị khán giả, khi mà nói về những cái đề tài của nghệ sĩ thì có rất nhiều đề tài mà để cho Andy hỏi, và mỗi lần thì tại bởi vì chị Thanh Lan đó là chị làm MC cho chương trình của Blue Ocean Music rồi, hoặc là chị làm MC đó thì thường thường là chị hỏi Andy Thanh, nhưng mà bây giờ được Andy Thanh hỏi lại, cho nên mình biết được nhiều khía cạnh của những người nghệ sĩ mà nổi tiếng, mà những cái thời gian họ đã làm sao mà để được có những cái điểm mà để mình người ta biết đến mình, cũng như là mình để được nổi tiếng hơn chị ha. Và bây giờ thì hồi nãy giờ mình nói chị cũng có nhắc đến cái bài hát của Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Dạ. À, bây giờ mình xin mời quý vị khán giả thưởng thức ha chị ha. Vâng ạ, xin mời quý vị thưởng thức chị, lại. Chị nói tiếng Pháp bài đó tên gì chị? Em không biết tiếng Pháp. Tiếng Pháp bài đó là La Maritza. Maritza là một cái dòng sông. Dạ. Và khi mà gia đình cô đó về bên Pháp, sống bên cạnh dòng sông Sen của Pháp, dạ, thì cô nhớ lại cái dòng sông, cái thời thơ ấu của cô ở quê của cô. Cái dòng sông đó chỉ là một dòng sông nhỏ thôi, không ai biết đến. Dạ. Nhưng mà có cái tên là La Maritza. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dòng Sông Tuổi Nhỏ với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Là Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la Tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autres fois, la 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 premières années, ne me reste plus rien, rien
Et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La 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 la